Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ thì các bạn có thể tham khảo qua tại điệnthoại hay.vn. Hiện tại mình đang thấy có một số sản phẩm giá đang rất là tốt. Ví dụ như trong cái tầm giá khoảng hơn 5 triệu thì Redmi Note 11T Pro 5G với con chip Dimensity 8100 là cái chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá này. Còn trong cái tầm giá khoảng 6 triệu là chúng ta đã có thể lựa chọn được Realme Q5 Pro với con chip Snapdragon 870 sạc nhanh 80W, rồi màn AMOLED 120Hz, bộ nhớ trong, thậm chí bây giờ chúng ta đã có thể lựa chọn được phiên bản 256GB rồi. Đấy, còn trong cái tầm giá từ 4 đến 5 triệu thì mình thấy là Redmi Note 11E Pro 5G là cái chiếc điện thoại ngon nhất ở trong tầm giá này, với màn AMOLED 120Hz, pin 5000, sạc 67W, rồi là camera 108 chấm. Còn nếu bạn nào có nhu cầu mà muốn mua một cái chiếc điện thoại mà có màn hình 2K cộng này, pin 5500 với mức giá chỉ rơi khoảng trên dưới 7 triệu thì sẽ là Redmi K50 nhé. Còn nếu mà có nhu cầu muốn mua một chiếc điện thoại mà nó đẹp, màn hình cong đấy, lại còn có vân tay bên trong màn hình, camera 108 chấm, pin 5000, sạc 67W, thì các bạn có thể tham khảo qua Realme 10 Pro Plus. Đấy, tất cả những sản phẩm ở điện thoại đều là rất là hot. Còn nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng được cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng, thì các bạn có thể tham khảo qua tại trungtrần.vn. Đấy, tất cả thông tin về điện thoại về Trung Trần anh em có thể kích vào dưới nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đàm Hùng, bạn hỏi là anh tư vấn giúp em một điện thoại trong tầm khoảng trên dưới 5 triệu dùng công việc, không chậm thông báo, pin ổn một chút, dùng ổn định 2 đến 3 năm, em không chơi game, không cần camera khủng, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy, thế thì cũng như ở đầu video mình đã nói đấy, ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 5 triệu thì mình nghĩ là nếu mà dưới 5 triệu nhá, thì mình thấy là chiếc Redmi Note 11E Pro 5G là cái điện thoại ổn nhất. Đấy, các bạn cứ yên tâm là những chiếc điện thoại này các bạn cài ROM quốc tế và thì không sợ bị chậm thông báo đâu. Pin 5000 là ổn rồi, dùng ổn định 2 đến 3 năm là thoải mái. Bạn không chơi game thì sản phẩm đó vẫn đủ để cho bạn có thể sử dụng được tương đối. Và không cần camera khủng thì thực ra là camera của Xiaomi chưa bao giờ là thế mạnh của họ cả. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc con đó. Còn trên 5 triệu bạn có thể tham khảo Realme Q5 Pro hoặc là Redmi Note 11T Pro. Nếu mà ưu tiên về hiệu năng thì chúng ta có thể lựa chọn Redmi Note 11T Pro. Còn nếu mà ưu tiên về sạc, rồi là cái màn hình, rồi cái bộ nhớ trong rất thoải mái 256GB thì sẽ là Realme Q5 Pro. Đấy, các bạn yên tâm là những cái sản phẩm này thì cái việc fix thông báo rất là dễ, không vấn đề gì đâu. Còn nếu mà bạn vẫn lăn tăn thì mình nghĩ là trên dưới 5 triệu chúng ta có thể cân nhắc mua những cái chiếc điện thoại flagship cũ, kiểu như là Samsung Galaxy S10 Plus này, hoặc là chúng ta có thể mua những cái sản phẩm như kiểu là LG V60 các thứ. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc những cái sản phẩm flagship cũ cũng được. Hoặc là anh em có thể chờ đợi một thời gian nữa. Nghe nói thôi nhé, nghe nói là cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 sẽ có một đợt khuyến mại giảm giá sau khi đã trừ đi hết quà, nó chỉ còn tầm khoảng dưới 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, 5 triệu tư. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc. Có đó là cũng ổn đấy. Galaxy A34 là cũng khá ổn ở trong tầm giá này rồi đấy. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Hoàng Việt. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi về iPhone 12 Pro Max. Em tính mua nhưng mà nghe bảo là dòng 12 Pro với 12 Pro Max bắt sóng không tốt, với cả thường xuyên bị nóng máy, có đúng vậy không anh? Thế thì bắt sóng không tốt ở đây thì theo bạn là bắt sóng không tốt như thế nào? Cá nhân mình thấy là rất nhiều người sử dụng thì mình cảm thấy là nó cũng hợp lý, không phải là đến mức độ không tốt đâu. Ví dụ như là bắt sóng không tốt thì so với cả điện thoại Trung Quốc nhé, thì mình thấy là như này này. Đầu tiên là về bắt sóng wifi, thì giả sử như wifi nhà mình đặt ở phòng khách như này, nhưng mà nếu mà qua một lớp tường dày mà đến nhà vệ sinh chẳng hạn, thì cái điện thoại iPhone nó sẽ chỉ còn khoảng một vài vạch wifi thôi, và đôi khi là nó chuyển sang 4G. Nhưng đối với điện thoại Trung Quốc ấy, thì nó vẫn bắt ổn. Đấy, nhưng mà những cái tình huống như thế mình rất hiếm khi mình xảy ra. Đấy, chứ còn hầu hết khi mà mình sử dụng cũng khá là gần nguồn phát wifi thì chả vấn đề gì đâu, chỉ có khi nó phải xa lắm cơ. Tiếp tục nữa nào, đấy là khi mà vào trong những điều kiện môi trường mà
sóng nó yếu, kiểu như là trong thang máy hay là dưới hầm gửi xe, thì đôi khi là iPhone sóng nó gọi điện ý, nó hơi chập chờn, nhưng mà đối với cả mấy điện thoại của Trung Quốc ấy thì sóng rất khỏe. Đấy, thế mới lạ, thì không biết là có phải là Apple họ nghiên cứu sóng thế nào cho nó bảo vệ kiểu như bảo vệ sức khỏe hay không ý. Thì mình cái này thì mình không biết, nhưng mà mình thì mình nghĩ là ví dụ như với cái trường hợp của Wi-Fi đi, thì các bạn sẽ thấy là đa phần các cái modem Wi-Fi mà chúng ta sử dụng ở nhà này, các cái router Wi-Fi đấy hầu hết là của Trung Quốc, ví dụ như TotalLink hay TP-Link hay là Asus thực ra của Đài Loan đấy, nhưng mà đại loại là nó tương thích với cả mấy cái điện thoại của Trung Quốc đấy, mình có cảm giác như vậy nhá. Thì đối với các router Wi-Fi đấy, còn nhưng mà về sóng sánh ý, thì đúng thật là iPhone không chỉ riêng gì 12 Pro Max đâu, thì nó sẽ kém hơn một tí xíu thôi, không đáng kể đâu. Và mình cũng nói luôn là cái việc sóng này thì nó sẽ gần như là nó ít khi nó ảnh hưởng đến trải nghiệm khiến cho chúng ta phải khó chịu lắm, bởi vì là những tình huống đó là những tình huống mà ít khi chúng ta gặp phải. Đấy, đúng nào. Thì mình nghĩ là không quá quan trọng cái điều này đâu. Còn mình đã quan điểm đấy là đã sợ là không mua, còn đã mua thì đừng có sợ. Đấy, chứ nếu mà bạn nghe người ta nói là bắt sóng không tốt rồi là thường xuyên bị nóng máy và bạn sợ, thì mình nghĩ là không nên mua. Chúng ta có thể mua một cái chiếc iPhone 13 cũng ngang tiền ở trong cái tầm giá này, nó sẽ ổn hơn. Đấy, đấy là mình nghĩ như vậy. Còn cá nhân mình thấy là 12 Pro Max và 12 Pro thời điểm hiện tại là giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là tốt, chúng ta vẫn có thể mua được. Đấy, chứ còn đừng có nghe người này người kia nói, quan trọng nhất là trải nghiệm thực tế thôi. Bọn mình sử dụng thì chả vấn đề gì đâu nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của Minh Anh 2K6. Bạn hỏi là: anh ơi, có combo nào ngon hay không, máy tính bảng với cả điện thoại phụ lẫn chính trong tầm giá 26 đến 27 triệu. Đấy, thế thì cũng có rất là nhiều bạn tư vấn ở đây. Thế thì không biết là ở đây là bạn muốn mua là combo là một máy tính bảng với một điện thoại, hay là một máy tính bảng với cả hai cái điện thoại gồm cả chính lẫn phụ đây. Thế nên mình đưa ra hai trường hợp luôn. Trường hợp thứ nhất đấy là một máy tính bảng và một điện thoại đi. Thế thì máy tính bảng ấy, mình sẽ luôn luôn ưu tiên nó tiết kiệm nhất, và để cái số tiền còn lại nhiều tiền thì mình sẽ mua điện thoại. Tất nhiên ở đây là tiết kiệm so với cả cái số tiền mà mình có để mình mua, chứ không đến mức độ gọi tiết kiệm quá. Thế thì với cái tầm mà bạn đã có tầm khoảng 26-27 triệu rồi, thì mình nghĩ là bạn nên dành cho tầm khoảng 7 triệu để mua cái iPad Gen 9, thì chắc chắn là nó sẽ xứng đáng với từng xu mà bạn bỏ ra. Như vậy bạn còn 20 triệu để mua điện thoại. Thế thì 20 triệu để mua điện thoại, nếu như bạn mua một chiếc, chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn. Thứ nhất là iPhone 14, đúng không ạ? Nó bây giờ mình sẽ chỉ tính hàng mới đấy nhé, không tính hàng cũ nhé. Thứ hai là Galaxy S22 Plus. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn đã sử dụng iPad rồi thì cái điện thoại bạn nên ưu tiên iPhone, nó sẽ đồng bộ hóa với nhau, nó sẽ tương đối tốt. Đấy, thế thì nếu mà iPhone thì iPhone 14 thì bạn lại chỉ mua được cái iPhone 14 128GB, nhưng bạn có thể mua được iPhone 13 256GB. Trong khi đó thì iPhone 14 và iPhone 13 cái trải nghiệm nó không khác biệt nhau mấy, thì mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 256GB hơn. Đấy, bạn thấy đúng không ạ? Rồi, thế còn trong trường hợp mà bạn mua hai cái điện thoại thì mình nghĩ đây nha này. Một cái điện thoại bạn sẽ bỏ ra tầm khoảng 6 triệu để mua, đấy là Realme Q5 Pro. Đấy. Còn 14 triệu còn lại thì bạn có thể cân nhắc mua Realme Q5 Pro, thì bạn mua mới rồi nhá. Thì một cái điện thoại còn lại thì mình nghĩ là bạn có thể cân nhắc mua cũ cũng được, hoặc nếu không thì bạn mua mới cũng được. Nhưng mà cái số tiền còn lại như thế gần đủ để bạn mua iPhone 12 rồi. Đúng nào, đấy là hàng mới nhá. Còn nếu mà hàng cũ thì thậm chí là bạn thừa tiền để mua iPhone 12 Pro, đúng không ạ? Đấy, thì mình nghĩ là mình sẽ nghiêng về hướng là mua iPhone 12 Pro hàng cũ hơn. Đấy, thì đấy là những cái mà mình lựa chọn. Đấy, có cả đủ cả hai trường hợp cho các bạn luôn, cả mới lẫn cũ, cũng như là cả việc bạn lựa chọn máy tính bảng và một hoặc hai chiếc điện thoại. Nói chung ý, là với cái tầm giá 26 đến 27 triệu này, nếu mà chúng ta biết khéo mua ấy, thì chúng ta có thể mua được rất là nhiều sản phẩm đấy nhá. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thế nên là cái việc mà những bạn nào mà bỏ ra tầm khoảng cỡ 30 triệu để mua một cái chiếc điện thoại kiểu như iPhone 14 Pro Max thì bạn đó là người có điều kiện thực sự đấy. Đấy. Đấy, ví dụ như là bạn đang nói cho các bạn nghe này, đấy là người có điều kiện. Thôi đùa thôi, cái này đang đi mượn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Kiệt. Bạn hỏi là: anh cho em xin ý kiến giữa iPhone 11 Pro Max với cả Xiaomi 12T có chơi game với sử dụng mạng xã hội. Thế thì có bạn tư vấn là
Xiaomi 12T mà xài. Rồi, thế thì cá nhân mình ý, thì mình thấy là như này này. Nếu mà bạn thiên hướng về vấn đề chơi game ý, thì mình thấy là Xiaomi 12T tối ưu chơi game trên con chip Dimensity 8100 Ultra là khá tốt đấy. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái bộ nhớ trong của nó cũng thoải mái hơn. Bộ nhớ trong tối thiểu nó gấp đôi so với cả iPhone 11 Pro Max rồi. Và nếu mà bạn mua cái phiên bản ở Việt Nam thì thậm chí là bộ nhớ trong nó còn là 256GB cơ. Nên là nếu mà tổng hòa về về cả bộ nhớ trong lẫn chip trước thứ, mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12T để bạn có thể chơi game thứ nó thoải mái. Đấy, còn sử dụng mạng xã hội thực ra là hai con này cũng khá là ngang nhau thôi. Đấy, nhưng mà mình thấy là các cái phần mềm mạng xã hội bây giờ, ví dụ như YouTube hay là TikTok các thứ ấy, nó thật nhá, tối ưu cho iPhone tốt hơn đấy. Đấy. Thì mình thấy là như vậy. Rồi, nhưng mà 12T mình thấy cũng khá là ngon rồi. Còn nếu mà so sánh hai sản phẩm này với nhau thì mình thấy là như sau. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt của mỗi người, nhưng mà 11 Pro Max nó là một cái thiết kế chúng ta sẽ nhìn thấy là quen thuộc hơn, đúng không nào? Đấy. Về phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12T nhé, màn hình tần số quét cao và độ phân giải nó rất là cao. Độ phân giải hai con này cũng xem với nhau thôi, nhưng mà tần số quét thì cái Xiaomi 12T kia nó sẽ có phần nhỉnh hơn. Về phần hiệu năng sẽ là Xiaomi 12T. Nhưng mà về phần camera thì mình sẽ lựa chọn 11 Pro Max. Về pin mình sẽ lựa chọn 11 Pro Max đấy. Nhưng mà về sạc thì sẽ là Xiaomi 12T. Nhưng mà chính ra là chúng ta phải tính là tổng hòa cả pin cả sạc thì sẽ là Xiaomi 12T nhé. Về loa ngoài là loa kép, cả hai sản này đều ổn. Đấy, còn về kháng nước kháng bụi thì rõ ràng là iPhone 11 Pro Max sẽ hơn rồi, nhưng mà nó là một sản hàng cũ nên thành ra là chúng ta cũng khó có thể để lấy ra để mà so sánh được. Nhưng mà nói thật là nếu mà với cái nhu cầu này của bạn, cũng như là nếu mà bạn muốn một cái sự lựa chọn mà nó mới hơn, yên tâm hơn ấy, thì có thể cân nhắc mua Xiaomi 12T được. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Phan, cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi rất là thú vị, cần nhiều thời gian để trả lời đấy. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Anh Dương thấy sao khi trên website của Huawei thông tin bảo hành có vẽ bản đồ đường lưỡi bò, và theo anh thì có nên dùng sản phẩm của Huawei nữa hay không? Đấy, đầu tiên ý, là trên website có cái thông tin như thế, đây là một thông tin không thể chấp nhận được. Đấy là chúng ta phải thẳng thắn nói với nhau điều này. Bởi vì sao? Bởi vì Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mãi mãi không bao giờ thay đổi được cái điều này. Đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên, cũng cần chia sẻ với bạn luôn đây, trên tay của mình đang đeo một cái đồng hồ của Huawei đây. Đấy. Được chưa? Nhưng không có nghĩa là mình là một người không yêu nước. Mình là một người rất yêu nước. Đấy. Cái việc chúng ta sử dụng sản phẩm nó không liên quan gì đến việc là chúng ta có yêu nước hay không. Nếu mà bây giờ chỉ vì sử dụng cái sản phẩm của quốc gia mà bạn ghét, chứng tỏ là bạn không yêu nước thì không phải. Hay là sử dụng sản phẩm của đất nước chúng ta mới là yêu nước, kiểu như là sử dụng Bayphone hay sử dụng Vsmart hay sử dụng xe VinFast mới là yêu nước, thì mình cũng không đồng tình với cái quan điểm này. Thì thực ra bây giờ những cái tranh luận ở trên mạng nó sẽ luôn luôn có hai chiều, đúng không ạ? Bây giờ tôi sử dụng sản phẩm của Trung Quốc không có nghĩa là tôi thích Trung Quốc, không nghĩa là tôi không yêu Việt Nam. Đấy, quan trọng đây là gì? Đấy là nếu mà chiến tranh nổ ra thì những cái người mà cứ oang oang ở trên mạng là tẩy chay hàng Trung Quốc đi rồi như này, có dám đứng ra để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hay không? Đấy, đến lúc đó thì chúng ta mới biết được. Chứ bây giờ thì rất khó có thể đánh giá được là qua cái việc chúng ta sử dụng cái đồ đấy thì nó sẽ như nào. Đấy, thế thì cũng chia sẻ với bạn này luôn này. Đấy là bây giờ không phải mỗi Huawei đâu, mà rất nhiều các hãng điện thoại Trung Quốc, hay là rất nhiều các hãng điện tử Trung Quốc, hay là rất nhiều đồ Trung Quốc đang có mặt ở Việt Nam. Nếu mà chúng ta ghét họ, đấy, thì tại sao, ví dụ như bây giờ các bạn cứ thử đi cấm cửa biên giới với họ xem, không làm ăn giao thương với họ xem thì nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Có nhiều người thì rất ghét người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, bởi vì là họ xả rác vừa bãi, hay là họ nói to, hay là họ thế này thế nọ. Đấy. Nhưng vừa rồi đấy, các bạn thấy đấy, chúng ta còn phải nhờ họ đi sang đất nước chúng ta du lịch đi. Đấy. Đúng nào? Và các bạn cũng thấy là nếu mà cứ như thế thì kể cả các cái cuộc gặp cấp cao như thế thì chúng ta cũng không gặp Trung Quốc nữa. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì là tư tưởng của họ như thế rồi thì làm sao mà chúng ta có thể thay đổi được. Đúng nào, quan trọng đây là gì? Đấy là chúng ta cứ chờ thời cơ, đến khi nào mà chờ thời cơ chín muồi, đến lúc đấy chúng ta sẽ nghĩ cách để lấy lại. Đấy. Chứ thực sự là bây giờ là mình nghĩ là đầu tiên ấy là cũng phải khẳng định luôn là thông tin này là không thể chấp nhận được. Đấy, nhưng còn nó có liên quan gì đến việc sử dụng sản phẩm, ví dụ như của bản thân mình hay không, hay là việc tẩy chay không ấy, thì nó thật luôn là nó không liên quan gì cả. Đấy. Việc dùng đồ thì mình cứ cảm thấy đồ nào tốt là mình dùng thôi, hay là cứ cảm thấy đồ nào nó phù hợp với bản thân của chúng ta
là chúng ta dùng thôi, đúng nào? Chứ bây giờ mà nếu mà nói như thế thì chúng ta sẽ nghĩ là các bạn hãy nhìn đi, Mỹ nó ném bom B-52 đến Việt Nam như thế nào, nó tàn phá Hà Nội như thế nào, nó đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá như nào. Thế thì nếu mà dùng iPhone nghĩa là không yêu nước à? Đúng ạ. Thì mình nghĩ là nói chung là có những cái mà rất là khó nói, nhưng mà đại loại là tốt nhất là chúng ta không nên lôi cái chuyện chính trị vào trong cái việc chúng ta sử dụng đồ. Đấy, cứ đồ tốt là chúng ta mua thôi. Còn nếu mà cảm thấy nó không tốt và cảm thấy là cái việc đó nó khiến cho chúng ta cảm thấy tức tối, nghĩa là cái việc chúng ta sử dụng đó, thì thôi tốt nhất là không dùng. Đấy, thì mình cũng nghĩ là như vậy. Quan điểm sử dụng là của mỗi người, không ai ép được, đúng không ạ? Rồi, các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Đấy, còn rõ ràng rồi, khẳng định lại một lần nữa, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đấy là điều không thể chối cãi. Ok, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.